Xin chào các bạn, mình là Long, giảng viên guitar nâng cao của trung tâm guitar Hà Nội. Và trên tay mình là cây guitar T420. Và điều đặc biệt ở cây guitar này nó là làm từ gỗ Cuba. Và phần đuôi của nó có phần bát. Và sau đây mình sẽ review tiếng cho các bạn nghe. Thank you.